Phạm và ngay sau lưng tôi là thành phố Pleiku. Hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng tìm hiểu và thăm một vòng thành phố Pleiku xưa và nay. Thị xã Pleiku được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1929, đó là thủ phủ của tỉnh Gia Lai Kon Tum với nhiều vai trò ý nghĩa to lớn. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và cùng với chủ trương vô sản hóa thì đó đã làm cho cách chủ nghĩa Mác Lênin nhanh chóng được truyền bá rộng rãi khắp cả nước, trong đó có Pleiku. Cùng với niềm vui chiến thắng của cả nước sau cách mạng tháng 8 năm 1945, thì ngày 6 tháng 1 năm 1946, nhân dân tại Pleiku đã tiến hành tổng tuyển cử. Năm 1945 với vào tháng 11 năm 1946, nhân dịp sự kiện đồng chí Võ Nguyên Giáp dẫn đầu phái đoàn Trung ương Đảng vào thăm Tây Nguyên thì cũng chính tại nơi đây. Cùng chính tại nơi đây, các cán bộ chủ chốt của tỉnh ủy đã được gặp và làm việc với Trung ương Đảng, qua đó được nhận chỉ thị trực tiếp từ đồng chí Võ Nguyên Giáp. Khi nhận được chỉ thị của Trung ương Đảng, nhân dân thành phố Pleiku đã tiến hành tham gia vào cuộc kháng chiến để cùng với nhân dân cả nước giành chính quyền. Với các cuộc cách mạng nổ ra với mật độ lớn và liên tục thì nhà La Pleiku là nơi được chú ý đến. Nhà La được xây dựng năm 1925. Như chúng ta đã biết, với việc các cuộc cách mạng diễn ra nổ ra liên tục thì nhà La Pleiku luôn được xem là một điểm nóng, và nơi đây là nơi giam giữ rất nhiều tù chính trị, những người con cách mạng, những người yêu nước của thành phố Pleiku. Những người con cách ở đây dù luôn bị đàn áp nhưng niềm tin vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn không phai mờ. Bằng nghị lực, họ đã biến lao tù thành trường học cách mạng. Với khuôn viên rộng lớn 12 hecta và tượng Bác Hồ bằng đồng được đặt trang trọng thể hiện tình yêu của nhân dân thành phố Pleiku nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung đối với Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, là người chỉ đường dẫn lối cho nước ta giành độc lập như ngày hôm nay. Đến đây hy vọng các bạn có thể hiểu thêm về thành phố Pleiku qua các giai đoạn xưa và nay.